Lý do bạn nên đọc rõ kỹ năng tướng trước khi chơi. Tao nói thật. Show me a target. Mẹ mày đơn giản quá luôn. Mày làm đéo gì nữa? Right heaven. Đinh rồi kìa. Đâu đây? Nó nhảy lên. Heaven. No distraction. Let's go! Cái đi. Yếu rồi, đinh rồi. Ui, 120. Nó có xỉnh ở đây không? 120 rồi, mày lừa bác. Bạn đang thấy kìa, ta có hỗ trợ. Thấy tất cả các máu.